Lưu ý thiết kế ngôi nhà hợp phong thủy để thu hút vận may, tài lộc hưng vượng. Xác định tim của ngôi nhà. Lưu ý thiết kế ngôi nhà hợp phong thủy. Dựa vào hình dáng của miếng đất, phác thảo hình dạng đơn giản và đặc biệt cần xác định được vị trí trung tâm của ngôi nhà. Vị trí này là điểm cốt yếu để bạn tiếp tục phát triển các ý tưởng thiết kế nội ngoại thất, giúp cân bằng dòng năng lượng xung quanh ngôi nhà. Đây là bước vô cùng quan trọng nhưng rất hay bị bỏ qua, sẽ quyết định toàn bộ cách bố trí ngôi nhà của bạn. Thiết kế lối vào hợp phong thủy. Hãy chú ý đến lối vào của toàn bộ ngôi nhà, từ cửa trước đến lối vào dẫn đến các phòng. Nguồn năng lượng chạy vào nhà, giao thoa từ phòng này sang phòng mà không gặp bất cứ cản trở nào sẽ là một lựa chọn cực kỳ lý tưởng. Nếu ngôi nhà của bạn có một khoảng sân phía trước thì hãy nhớ lối vào từ cổng chính dẫn vào cửa nhà phải trơn tru bằng phẳng. Đặc biệt nên hơi cong một chút, không nên chạy thẳng vào cửa nhà sẽ gây một số bất lợi về phong thủy. Kích thước các phòng. Dựa trên nguyên tắc phong thủy, kích thước mỗi phòng trong ngôi nhà không nên có chênh lệch quá lớn, nhất là đối với những phòng có cùng chức năng. Ví dụ, nếu là phòng ngủ, bạn không nên thiết kế một phòng ngủ quá lớn, các phòng ngủ còn lại thì quá nhỏ. Sự mất cân đối về kích thước cũng sẽ làm mất đi sự hài hòa của ngôi nhà. Theo đó, tỷ lệ phòng, kích thước cửa ra vào, kích thước cửa sổ cũng như kích cỡ của nội thất trong ngôi nhà cần phải được tính toán cẩn thận với một tỷ lệ phù hợp. Không chỉ giúp phân biệt được các chức năng chính phụ trong nhà mà khi kết hợp lại, chúng sẽ thành một tổng thể, giúp cân bằng nguồn năng lượng trong từng vị trí trong ngôi nhà. Nhà hình chữ L, phòng hình chữ L. Nếu ngôi nhà bạn được xây dựng trên một mảnh đất có hình chữ L thì việc thiết kế ngôi nhà hợp phong thủy sẽ là một thách thức rất lớn. Về mặt hình thức, nhà hình chữ L tượng trưng như một lưỡi dao lớn. Dễ thấy chỉ riêng việc ngôi nhà không được vuông vức tròn đầy cũng đã cho thấy sự thiếu sót và mất cân bằng rồi. Có thể nói bất cứ căn phòng nào được đặt vào vị trí lưỡi dao cũng sẽ chịu ít nhiều những ảnh hưởng không tốt. Nếu là phòng trẻ em thì đứa trẻ sẽ có cảm giác bị cô lập, học hành sa sút, dễ nổi loạn. Nếu vị trí này là phòng của người cao tuổi trong nhà thì sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu là phòng của vợ chồng thì tình cảm sẽ gặp trục trặc, mâu thuẫn xảy ra liên miên. Tương tự những ảnh hưởng tiêu cực của ngôi nhà hình chữ L, căn phòng hình chữ L cũng là điển hình cần tránh trong thiết kế.